Này Yến, đam mê của mày là gì ấy nhỉ? Đam mê á? Hỏi khó thế, hỏi người khác đi. Rồi, thế sở thích của mày là gì? À, tao thích đi chơi. Đi chơi thì ai mà chả thích, không còn gì khác à? Tao thích đi chơi, nhưng phải theo cách của riêng tao cô. Thế mày đã đi được những đâu rồi? Tôi năm nay 21 tuổi, và đi được những đâu á? Để xem nào. Tuổi trẻ là động lực, là lý do để bạn làm những việc điên rồ mà sau này khi nhìn lại, bạn sẽ không thể tin rằng mình từng làm những điều như thế.